ai là người lãnh đạo ở trong này để giải quyết với tôi ngay tại hôm nay. À đã, tôi hỏi anh đấy. Nếu các anh chị muốn vấn đề gì thì mời các anh chị. Tôi phải dạy gì? Tôi phải vào trong trại để giải quyết. Tại sao vậy? Đất của tôi anh ngay đây thì anh tới ngay đây anh phải giải quyết. Vậy người ta kêu anh đi giết người. Vậy thì bây giờ anh đi cướp đất là. Vậy kêu anh đi cướp đất là anh đi cướp đất phải không? Đất như thế này là sao? Chứ bây giờ, chứ còn bây giờ anh chạy vô đây anh biết là phải mày của người ta đang trồng. Lãnh đạo ngay cái này để giải quyết, để nói chuyện rõ với tôi đi. Tôi hỏi anh thế. Cứ cả các anh chị vào trong trại. Tại sao tôi bây giờ phải ra đây làm ngay chỗ này? Anh phải khi ra đây làm là phải có một cái trên ở ngay đây chứ sao? Nói tôi vậy biết. Thế rồi vậy người ta kêu anh đi giết, vậy người ta kêu anh đi cướp là không đi cướp phải không? Người ta ở trên công an chạy đây. Anh gì cái đồng lương mấy tháng mấy triệu qua của anh thế là người ta kêu anh đi cướp là đi cướp phải không? Anh kêu một người lãnh đạo ra đây, ví dụ như 4 năm anh này phải có một người chỉ huy trong này ra chứ. Sao lại nó không có? Theo mấy anh đây là chỉ huy bao nhiêu cán bộ chiến sĩ đang cho bản chất lao động sản xuất nhá. Ờ đây không sản xuất trên đất của người ta hả? Anh các chị muốn có vấn đề gì nữa thì mời các anh chị vào trong sản xuất là sản xuất kinh tế trên đất của người ta hả? Vậy là người anh gì đồng lương của anh mà người ta kêu anh đi cướp là đi cướp phải không? Vậy người anh gì đồng lương của anh mà người ta kêu anh đi ăn cướp là anh cướp phải không? Kêu giết dân là anh cũng giết dân luôn đúng không? Của người ta là anh đúng không? Chị nói chứ, nhưng mà đừng có vi phạm pháp luật được. Đừng vi phạm pháp luật vậy anh làm như thế này là anh đã vi phạm pháp luật rồi. Thế này đất của người ta mà anh ngang nhiên có thể là phải vi phạm pháp luật. Anh vi phạm pháp luật, anh đang vi phạm pháp luật đấy. Anh đang vi phạm pháp luật đó chứ anh nói gì tôi vi phạm pháp luật. Thế thì anh vô. Thế bây giờ tôi hỏi anh chứ anh quýnh tôi cái tôi quýnh anh lệnh cái anh nói anh bằng bộ đồ xanh. Anh đẩy anh có bộ đồ xanh này cái anh bắt tôi ở tù hả? Hay là sao? Tôi là dân tôi không bị được kiện anh rồi đó. Đúng không? Bộ anh quýnh tôi cái tôi phải quýnh là anh một cái anh có bộ đồ xanh này cái anh nói tôi phải ở tù. Tại vì tôi dám đụng tới cán bộ đúng không? Ỷ đông người ăn hiếp dân hả? Quen cái thói này rồi. Hả? Hả? Bao nhiêu người công an như thế này đây? Hả? Cứ ỷ đông là ra đây hà hiếp dân kiểu này đây được hay không? Ít ra bây giờ trong đây bây giờ chuyện đây nói chuyện với dân ở đây phải là 20 cán bộ. Mấy anh chị ơi biết đầy thế nhà như thế này á, tôi kêu mấy anh đi ôm cục đá kêu mấy anh cũng phải đi ôm cục đá đó luôn chứ đừng bây giờ có 20 cán bộ ở đây thế nhưng không có người nào gọi là cán bộ ở đây đứng đây làm gì tôi gọi là không có một người nào gọi là xếp hết, không có hỏi người nào để đứng ra nói thì không có một người nào hết. Vậy thì hô cán bộ ship trên ở đâu vậy? Các ship trên anh hiện tại giờ đang ở trong nhà nghỉ hả? Ở đâu? Anh cho tôi hỏi ship trên của anh bây giờ đang vẫn ở trong nhà nghỉ không thể ra tiếp chân được đúng không? Tại vì đây là bãi đất của tôi chứ không phải là cái bãi đất ở đâu. Vậy bãi đất của tôi được quyền tôi đứng vậy tôi hỏi anh ai là người triệu tập anh tới đây để mà anh cướp bất của nhà tôi? Thế anh nói anh không có, anh chỉ nghe lãnh đạo anh thôi vậy tôi không biết lãnh đạo anh hiện tại bây giờ đang mắc bận gì nữa. Vậy có phải là lãnh đạo anh hiện tại bây giờ đang nằm ở trong cái nhà nghỉ không? Hả? Ngang nhiên anh cướp vậy người ta kêu anh đi giết dân anh cũng đi giết dân hả? Vậy anh bận bộ đồ xanh anh gọi là gì nước quên thân gì dân phục vụ anh gì Bắc Hồ mà anh làm kiểu đó đấy hả? Anh hơi đất an ninh vậy anh vô đây mất an ninh đó chứ anh đừng vô đây là không có an ninh đâu, không có ai ôm sùm hết, anh thấy không, tôi làm cỏ rồi sạch sẽ không có chuyện gì hết đó. Anh vô đây gọi là mất an ninh của tôi á, thấy chưa hả? 20 cán bộ mà dốc cuộc không có một người nào gọi là đứng ra để mà nói là sự việc là như thế nào hết hay không đó. Bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi, và qua sự việc này cũng xin thưa đây nè, đó bây giờ tức là bây giờ nè coi nè bà con ơi, bây giờ cán bộ cho chó săn ra nữa để mà hà hiếp dân, bây giờ bao nhiêu cán bộ và bao nhiêu tù đây chưa rõ là thỏa đáng mà lại tiếp tục cho chó săn, đang dẫn con chó săn ra nữa nè. Bà con chia sẻ giùm nha bà con, coi có gì gọi là gì đây, công an gì như thế này đây, mất lòng dân quá mà. Ít ra muốn lấy của người ta thì phải có một cái gì gọi là, chứ bây giờ cái làm bao nhiêu người công an như đây hà hiếp dân chưa đủ hả, thấy chưa thỏa mãn hả, mà còn phải gọi là kêu chó săn ra để làm gì đây, ác chưa, được chưa? Đang công an đang dẫn chó săn lên đó, được chưa bà con? Bà con chia sẻ giùm đi, mà qua sự việc này con tên là Nguyễn Thị Hương Giang, con cầu xin cục bộ tỉnh trung ương nhúng tay can thiệp giùm cho nhà con. Nếu nói là đất của trại vậy cho con biết là đất trại từ đâu tới đâu, bởi vì con canh tác từ năm 99 tới bây giờ mà tại sao lại làm như thế này, mà bây giờ không có một người nào, mấy chục công an dẫn mấy chục người tù ra, phải nói là một trăm mấy chục người tù á, mấy chục người công an vậy mà họ thấy chưa thỏa đáng, họ hà hiếp dân như thế này họ chưa thấy đã mà họ lại còn cho chó săn ra để cắn dân nữa. Thế thì con hỏi cấp trên làm như thế này có được hay không? Và hiện tại bây giờ bao nhiêu cán bộ như thế này mà vẫn nói rằng là không có một người nào để đứng ra đại diện hết á, được chưa bà con? Chia sẻ giùm đi bà con ơi,
bây giờ công an đang chui vô trong đây đây nè, công an đang dẫn chó săn qua đây nè đó. Bà con coi á, bà con nhìn đi bà con ơi, một cái bãi mì trồng như thế này, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, ít ra cũng phải cho dân nghe một cái gì đó và nói một cái gì đó. Tại sao công an gì núp lùm như thế này đây, công an núp lùm đây nè đó, dân được công khai mà công an phải núp lùm, công an phải dẫn chó săn tới mình tới đây, mà trong khi phải nói mấy chục công an, mấy chục cán bộ rồi mà cần gì phải dẫn chó săn để ra đây nữa đó. Hôm nay con có chết trong đây thì nhờ cục bộ chính quyền địa phương phải nhúng tay can thiệp vô cái sự việc này nha. Đây công an phải núp lùm vì công an phải dẫn chó săn vô trong đây nữa đó. Đó bà con ơi, công an á, công an gì như thế này đây bà con ơi, bà con ơi, bao nhiêu đây công an, bao nhiêu người tù đây chấn áp dân chưa đã hay sao mà bây giờ công an còn mang con chó săn lên đây, con la lên là bắt đầu bây giờ công an đi trốn núp lùm mày nè bà con. Đây để con ghim cái máy xuống đây cho bà con coi, công an dẫn chó săn xuống đây để mà cắn con á. Bà con ơi, bà con ơi, bà con chia sẻ giùm con đi đó, có cần phải dẫn chó săn qua đây không? Đây nè cục bộ ơi, bao nhiêu người công an, bao nhiêu chiến sĩ, quá trời công an luôn, mà có một mình con là đàn bà thôi mà họ chưa vừa lòng nữa, họ còn dẫn cả chó săn ra nữa đây nè bà con ơi. Đó bà là mà lắng tai nghe dân nói, nhưng mà tối ngày ăn rồi đi hiếp dân, hiếp đáp dân thôi đó. Từ hôm bữa giờ mình có đưa nhiều cái bô lép này lên lắm rồi thì mình nghĩ ít ra là cũng phải chờ ra xả ra đồ chứ, nhưng ở đây người ta nghe tàn, người ta không nghe, ta nghĩ đâu là người ta ăn hiếp biếu đây nè, đây nè đó, người ta không ngưng không gì hết. Đây bây giờ anh này ảnh nói ảnh là cán bộ của huyện, thế nhưng ảnh lên đây ảnh nói ảnh không có quyền để ảnh xử, thế thì không biết ảnh ngành gì mà ảnh vô ảnh làm như thế này đây đó. Bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi, tại sao lại như thế này? Nếu mà nhà nước làm cái đó có được hay không, được hay không? Nhà nước đó tự nhiên đi không ông đi lấy hỏi tại sao dân la làng, tại sao dân chửi hả, mồ hôi nước mắt của dân giữa cái sự sống và cái sự chết mà biểu người ta đừng có chửi. Thế thì anh kia anh cầm cái điện thoại anh quay mình, thế nhưng mình quay lại thì anh cấm mình quay, thế thì hỏi lý do nào, anh là cái gì, anh là cái gì, anh là ông trời á hả? Kể cả thủ tướng người ta cũng nói rằng là lắng nghe dân nói, nghe lắng nghe dân nói, mà tại sao anh là cái chức vụ gì mà anh kêu mình là không được nghe nói, không được. Đó. Đó, nên bây giờ cho anh này anh hô anh là công an huyện, nhưng anh cũng không có cái gì gọi là bản tên. Kỳ trước anh vô anh nói anh xin lỗi là anh chưa có bản tên, nhưng hôm nay anh cũng vẫn không có bản tên và chỉ cũng một mình anh đi vô thôi, cũng không có thôn mà cũng không có xã, cũng không có một cái gì hết để chứng minh cho anh, mà giờ anh cứ là khăng khăng anh đuổi mình ra đó. Bà con chia sẻ giùm đi, sự việc này nó quan ớt không thể chịu được á bà con ơi. Đó nhờ bây giờ là nhờ như thế nào, bây giờ nhờ tỉnh nhúng tay vô, cục bộ nhúng tay vô dùm cho cái sự việc này, chứ bây giờ kiểu này dân không thể chịu được. Một bãi mì của người ta đang trồng, dù muốn dù không thì bây giờ phải nói là đất của trại là từ đâu tới đâu, chứ bây giờ người ta tự nhiên người ta làm cái trại nói của người ta, vậy bây giờ cái nhà của mình đang ở trại nó của trại thì mình cũng chịu thua hay sao? Phải cho mình biết một lời giải thích nghe cho nó thỏa đáng chứ. Đó bà con chia sẻ dùm đi đó, giữa cái sự sống và cái sự chết thì biểu người ta là không được nói. Người ta nói trước khi chết cũng phải cho người ta chăn chó một lời, vậy tại sao sự việc nó lại xảy ra tới mức độ như thế này đây mà không thấy gọi là một người nào nhúng tay vô để làm cán thiệp cho người dân hết vậy? Tôi chưa hình thấy ai á, mà cái sự việc này một tháng trời rồi đó mà cứ đem đơn lên xã, xã cho chờ để trả giải quyết, chưa thấy xã với thôn nào vô trong đây hết á đó. Bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi đó, không ngưng vẫn cứ như thế này đó, cứ cho đây nè đâu đó, không ngưng không gì hết á, từ bữa tới giờ mình đã không vô, mình không gì hết, nhưng chạy tù vẫn ngăn nhưng ngày nào vẫn làm hết, không ngưng không gì hết, được chưa? Bây giờ em nói thì bây giờ em cho rồi em rồi thì anh vừa trao đổi xong rồi, bây giờ xin được lãnh đạo em có một quyền là trong đây dân không chưa, được chưa? Nên em phải xin là đây đây nè đó, cán bộ chụp cổ ai dân nè, cán bộ chụp cổ dân nè, thấy chưa? Bây giờ nè đó, cán bộ quýnh dân nè,
cán bộ nè, Lê Văn Định nè, đó, Quýnh Dân nè, được chưa? Đó, bức xúc cho dân chưa? Phải không? Mới chụp khổ, có chụp khổ không? Mới chụp khổ không? Tôi thấy mới chụp khổ nè, chứng ra. Bây giờ, kêu tù ngâm, tôi kêu tù ngâm, kêu tù ngâm. Đó, đừng coi nào. Nói chuyện. Tôi thấy rõ ràng chụp cổ nha. Chụp cổ dân nha. Tôi đứng trong tù đấy. Đất tôi nè, bảy mì tôi ngay đây nè. Đó, được chưa? Bảy mì tôi nè. Anh lấy tiền cách gì anh tới đây hả? Anh muốn sao? Anh giải quyết được cho dân. Nhà tù mở cửa cho dân vô hả? Nhà tù phải xem xét chứ. Tại sao vậy hả? Đừng nói. Hả? Tại sao như vậy hả? Tại sao? Ở đâu có đất nào bên đây hả? Ngân chưa? Bây giờ ngân chưa? Bây giờ kêu tù ngân chưa? Ngân chưa? Vâng, em kêu tù ngân. Chị Giang không xúc phạm không gì hết, em chưa tiêu ngân, chờ lãnh đạo ra giải quyết, chờ công an xã vô giải quyết. Cái tại sao như thế này hả Phương? Tôi đứng đắp tôi đó, đây đó, nè cán bộ quýnh nè, anh chỉnh ra, anh chỉnh ra, nói đâu là đánh anh này nó ghê lắm, thằng cán bộ này nó quýnh dân, nó hung hổ. Bây giờ bữa giờ do nó định quýnh tôi, nó định thả chó đầu ra bắt tôi á. Đây nè, anh cứ đi lên đây đi. Tôi nói. Đây nè, đây. Cán bộ như đây. Mẹ coi như đất, đất mình đứng đó, hòa như nhau. Bây giờ chờ công an ngoài xã vô, chờ công an vô, em kêu gào lắm rồi, để xã vô giải quyết. Nha, để xã vô. Nha. À, kêu xã. Vậy thì bây giờ thì ngân, ngân, nếu muốn gì thì ngân, tại sao ngang ngân, gấp ghê chém của người ta và biểu người ta làm sao? Chén cơm của anh đang ăn, người ta đổ, anh nghĩ sao? Anh nói cho tôi nghe đi, cảm xúc của anh như thế nào đi, anh cho tôi biết đi. Hả? Anh cho tôi cảm xúc đi. Ít ra tôi nói ông nha, nếu gọi là phạm tội nặng, người ta bị tử hình cũng cho người ta gọi là một ân huệ. Nói lời cuối cùng, vậy tôi hỏi anh, tại sao sự sống của người ta mà anh đi diệt người ta như thế này? Chẳng tù ra ngăn nghiêng. Hôm bữa giờ tôi có xin thưa, tôi có kêu xả, tôi có kêu gào từ bữa giờ, tôi có nói đó là lời nói thật. Nếu nói sai, không quan tâm chuyện chấp lập nha. Anh là cán bộ mà hả? Mẹ coi như anh cứ xâm vô đất người ta, mấy anh, xong anh chờ người ta ra nói canh quýnh người ta hả? Cái người ta đụng tới anh thì anh nói anh là công an cán bộ, cái là anh chồng người ta hả? Đó, chính quyền địa phương gì thế này đây? Đó, hùng hổ, bao nhiêu công an đây? Lắng nghe, lắng nghe nhân dân nói, nhưng chẳng có ai lắng nghe nhân dân nói hết. Được chưa? Cái đây đó rồi, coi như tự nhiên không vô làm đất của dân nè. Cứ để nguyên vậy đi, cứ để nguyên vậy đi. Rồi. Con, hôm bữa giờ mình có đưa lên nhiều clip. Nhưng hôm nay á là đem nhất là nhiều đơn ra xã, nhưng mà chưa nghe xã gọi là mời ra hay gì hết, mà chạy tù thì vẫn cứ nghiêng ngang mà làm. Đó, một cái bãi mì của mình như thế này đây, mà cán bộ lội vô bãi mì mình, dẫn bao nhiêu người không ngưng tay, chứng tỏ là họ không nghe những gì của người ta nói. Hô là lắng nghe dân nói, mà lắng nghe kiểu này đây, chạy tù không ngân. Nói chung là hôm bữa giờ là gần một tháng trời rồi, chạy tù không ngân, vẫn ngày nào vẫn làm. Trong khi mình kêu gọi và mình đã đem đơn ra xã thì ít ra chạy tù cũng phải gọi là chờ xã kêu ra để mà giải quyết coi sự việc nó ra như thế nào. Chưa gì hết, vẫn ngày nào ngang nghiêm vô đây xâm lăng chiếm đất của dân, một cái bãi mì của dân như thế này đây. Đó, vẫn ngang nghiêng không ngừng tay. Thế thì bà con làm ơn chia sẻ dùm, và công an tỉnh và công an huyện nhóm tay can thiệp dùm vô cho dân, chứ không thể nào để sự việc như xảy ra như thế này được. Dân đã không có nhóm tay, đã không, đã chờ chính quyền địa phương, mà chính quyền địa phương cũng không thấy chính quyền địa phương, mà chạy tù thì vẫn cứ ngày nào ngang nghiêng ra làm như thế này đây, vẫn không ngân. Bà con ơi, bà con chia sẻ dùm đi, và mời cục bộ về đây để mà xem xét thử coi đất của chạy tù là cục bộ giao bao nhiêu, và bây giờ đo thử coi chạy tù có hơn cấp đôi như vậy chưa. Vẫn chưa mãn nguyện, vẫn cứ đi xâm lăng, vẫn cứ đông người ra xâm lăng. Đó, mà nếu bây giờ không nói thì cái quan ức này làm sao mà chịu được đây. Còn nếu nói ra thì người ta nói mình là hỗn với cán bộ, hỗn với cấp trên. Vậy cấp trên làm như thế này hỏi có được chưa? Hô là lắng nghe dân dân nói, vậy có lắng nghe dân dân nói không hả? Nhân dân thì chờ của quê của xã thôi, gọi là xã thôi, cũng chưa thấy xã gì hết, mà đơn thì đã đưa đi rất là nhiều rồi không thấy xã, mà công an thì cứ như thế này đây. Xong rồi á là bây giờ đất của mình đang trồng, bây giờ công an là bây giờ á là thực tế là người ta là phải đó tự nhiên vô bãi mì người ta, xong mày nói đây là đất an ninh, mà chính miệng anh cũng không có gì gọi là bằng chứng đất của anh là đất an ninh ở ngay đây hết, đúng không? Anh lấy cái gì anh làm chứng là đất an ninh đâu, anh nói đi.
tôi đi về không á. Vậy tôi cũng mời anh ra xã, anh mời tôi ra xã, tôi cũng mời anh ra xã. Anh ngưng ngay. Anh ngưng ngay. Anh ngưng ngay. Anh ngưng ngay. Vậy bây giờ anh từ đâu anh tới đây anh vô miếng đất tôi anh nói kiểu đó. Anh ngưng ngay. Anh ngưng ngay. Vậy tôi anh lấy quyền gì anh vô đây anh phá bãi mì tôi. Không, không nghĩ đây, anh thấy không? Anh qua bên kia anh coi đầu cổ mì của tôi. Ở đâu? Ở đây. Thuộc ở đâu? Thuộc ở đâu? Giấy tờ từ đâu? Giấy tờ từ đâu? Giấy tờ từ đâu? Anh bây giờ giấy tờ từ đâu? Tôi chẳng giấy tờ đâu. Vô chạy anh hết ý là anh nói là cái bác của anh là từ đâu? Từ đâu? Từ đâu? Bây giờ thì mày nếu từ đâu? Từ đâu? Tại sao tôi chạy? Tại sao tôi phải dành đất tôi lên làm nè? Mày tôi chẳng bao nhiêu anh đi? Hả? Tại sao vậy hả Ngân hả? Tại sao như thế này? Đất của tôi đây, tôi làm trước coi như chạy mà bắt mới tôi chạy. Ăn cướp trắng trợn cho bà con thấy đây là ăn cướp trắng trợn cho bà con. Tự nhiên mà bãi mì của tôi đang làm như thế này đây. Tự nhiên bây giờ anh ra anh nói đất của ảnh thì tôi hỏi anh giấy tờ của anh đâu, 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 giấy tờ của anh đâu. Vậy thì tôi với anh cùng đi ra xã. Nếu anh nói không, tôi với anh cùng đi ra xã dẹp hết Ngân ngay chỗ này. Tôi cho anh đại diện luôn á, chứ anh không có được một cái phép gì hết giáo ở ngay này hết á. Dân ở trên đây người ta thừa nhận tôi làm bao nhiêu năm ở nơi đây. Nhưng anh, ai thừa nhận anh là người ở nơi đây? Thì bây giờ nếu anh nói vậy tôi cho là của anh luôn. Anh đi ra, anh tôi đại diện cho anh là cán bộ của ông Thình á. Nè, do vậy thì tôi mời anh với tôi ra xã kẹp ngay Ngân ngay được chưa? Được chưa nào? Anh nghe đi được không? Được chưa? Có người khác đại diện. Người nào đâu? Vậy tại sao bây giờ không đại diện ra? Đây, cán bộ này đây. Thưa đây, cán bộ này đây. Tại sao anh lại chỉ huy cho người vô tiếp? Trong khi hôm bữa giờ tôi đã nói, anh đã nói với tôi là ngưng ngay không làm nữa. Nha, tôi không vô đây. Vậy tại sao vẫn làm ngang nghiêng như thế này đây? Vẫn không ngưng là sao? Đó, đó, được chưa? Đấy, nếu mà anh nói anh là cán bộ của quyền, vậy anh đứng anh làm chính giờ. Rồi. Là chị này em chỉ biết là cái này là người của trại em không có quyền gì, được chưa? Em vậy là... nếu mà em không có quyền chỉ huy em đi về em đừng ở đây nữa. Chị phải cho em nói. Rồi. À, em chỉ phải nói là em là thuộc tổ thì chúng ta bảo vệ đất nước quốc phòng. Nhưng mà giờ chị đi về nhà này á. Thì bây giờ mình muốn khá thì mình ngồi lại được thường. Bây giờ chị có thể lên cài nhập lãnh đạo được. Bây giờ nếu mà em nói nếu mà hai bên cùng cùng thỏa thuận như vậy thì em chạy thì tại sao bên chị chưa có gì hết mà do bên chị mình đã không có làm gì đụng đậy hết. Vậy tại sao bên chị vẫn cứ làm vậy là sao? Em nghĩ là sao? Vậy của họ, họ nói của họ nói làm rồi đúng không? Họ luôn đó rồi đó. Đúng, được chưa? Em nói em là cán bộ quyền. Em nói em là cán bộ quyền. Thì bây giờ em kêu Ngân ngay rồi đi vô xã, đi ra chạy, đi ra xã, đi ra xã. Bây giờ chị nghe em nói đã. Rồi, em nói đi. Không được quyền là cho bên trại nữa em. Nên bây giờ chị có thể chụp ảnh lại toàn bộ thực hành của chị, trang bị của chị chụp lại toàn bộ. Rồi bây giờ chị chụp lại những chị bị thiệt hại bao nhiêu chị chụp lại chứ. Bây giờ chị ra chụp lại xong chị ra với em ngoài cạnh đầu trại thì ngồi trao đổi. Chứ mắc mơ gì mà anh vậy? Sai. Nếu mà bên trại sai thì những thiệt hại vừa gây ra cho chị sẽ bị đưa đến vụ. Còn nếu mà đúng thì chị phải đến vụ làm thì chị đã bị sai được chưa? Em nói là em lên đây, em nói là em vô đây, em không có trách nhiệm. Em không có trách nhiệm thôi, em về nhà em ngủ giùm chị đi nha. Em đừng có nói kiểu đó với chị, đúng không? Em phải có trách nhiệm, em mới vô đây em giải quyết được. Còn em không có trách vụ, không có trách nhiệm nhất. Thì em vô đây, em về em đắp mền, em ngủ đi nghe chưa? Đấy, được hay không? Đó, bây giờ cứ ngang nhiên ngày nào cũng như thế này hết. Xong mày cứ nói rằng là đưa một cái cán bộ chạy này kia cái nọ đâu. Bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi. Đây là đó. Những cán bộ này cũng những khuôn mặt này, những cái chiến sĩ này từ bữa giờ không ai khác đâu. Đây nè đó, những cái người này nha. Bà con ơi, bà con chia sẻ giùm đi. Họ vẫn không ngưng. Họ vẫn ngày nào họ vẫn cũng phải làm hết á. Họ không ngưng mà. Họ không nghe những gì xã nói. Họ không nghe những gì của Trung ương hay cục bộ gì nói hết á. Họ vẫn cứ ngang ngang. Họ vẫn cứ họ có ý mạnh đông, họ ép yếu. Họ không nghe gì những gì nhân dân nói. Trong khi người ta không làm, người ta không gì hết. Mà mình cứ ỷ đông mà năng hiếp người ta thì làm sao mà được đây. Bãi mì tôi đây đó. Cán bộ phải lội vô bãi mì của tôi mới đi được. Thì hôm đất an ninh nào ra đây để hả nha. Nhờ bà con chia sẻ, nhờ công an chính quyền địa phương nhúng tay can thiệp giùm đây. Kiểu này là không thể được. Và quan ức cho dân quá. Đó, hô là vì nước quên hơn mà vì dân phục vụ. Thế phục vụ dân cái gì, có nghe dân nói hay không hả? Đó, đây nè, đây là cán bộ gì quay phim. Đây là Huỳnh Thanh Hiếu, chưa biết là chức vụ gì đây mà cầm cái máy quay quay đây vậy. Tại sao không quay giùm cán bộ ơi, cán bộ đang làm á, cán bộ vậy sao cán bộ không quay nói nha. À nghe không, đừng đụng tay đụng chân, đừng đụng tay đụng chân, đừng làm gì tôi nha. Rồi đừng đụng tay đụng chân tôi nha. Cũng xin thưa đây nè đó, bây giờ tức là bây giờ nè coi nè bà con ơi, bây giờ cán bộ cho chó săn ra nữa để mà hà hiếp dân. Bây giờ bao nhiêu cán bộ và bao nhiêu tù đây chưa rồi là thỏa đáng mà lại tiếp tục cho chó săn ra, dẫn con chó săn ra nữa nè. Bà con chia sẻ giùm nha bà con. Coi có gì gọi là gì đây, công an gì như thế này đây. Ăn
mất lòng dân quá mà. Em hiểu không? Anh thấy anh ít ra muốn lấy của người ta thì phải có một cái gì gọi là, chứ bây giờ cái làm bao nhiêu người công an như đây hà hiếp dân chưa đủ hả, thấy chưa thỏa đạt thỏa mãn hả, mà còn phải gọi là kêu chó săn ra để làm gì đây, ác chưa, được chưa? Đang công an đang dẫn chó săn lên đó, được chưa bà con? Bà con chia sẻ giùm đi, mà qua sự việc này con tên là Nguyễn Thị Hương Giang, con cầu xin cục bộ tỉnh trung ương nhúng tay can thiệp giùm cho nhà con. Nếu nói là đất của trại vậy cho con biết là đất trại từ đâu tới đâu, bởi vì con canh tác từ năm 99 tới bây giờ, mà tại sao lại làm như thế này mà bây giờ không có một người nào, mấy chục công an dẫn mấy chục người tù ra, phải nói là một trăm mấy chục người tù á, mấy chục người công an, vậy mà họ thấy chưa thỏa đáng, họ hà hiếp dân như thế này họ chưa thấy đã, mà họ lại còn cho chó săn ra để cắn dân nữa. Thế thì con hỏi, con hỏi cấp trên làm như thế này có được hay không? Và hiện tại bây giờ bao nhiêu cán bộ như thế này mà vẫn nói rằng là không có một người nào để đứng ra đại diện hết á, được chưa? Bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi. Bây giờ công an đang chui vô trong đây đây nè, công an đang dẫn chó săn qua đây nè đó. Bà con coi á, bà con nhìn đi bà con ơi, một cái bãi mì trồng như thế này, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, ít ra cũng phải cho dân nghe một cái gì đó và nói một cái gì đó. Tại sao công an gì núp lùm như thế này đây, công an núp lùm đây nè đó, dân thì công khai mà công an phải núp lùm, công an phải dẫn chó săn tới mình tới đây, mà trong khi phải nói mấy chục công an mấy chục cán bộ rồi mà cần gì phải dẫn chó săn để ra đây nữa đó. Hôm nay con có chết trong đây thì nhờ cục bộ chính quyền địa phương phải nhóm tay can thiệp vô cái sự việc này nha. Đây công an phải núp lùm vì công an phải dẫn chó săn vô trong đây nữa đó. Đó bà con ơi, công an á, công an gì như thế này đây bà con ơi, bà con ơi, bao nhiêu đây công an, bao nhiêu người tù đây chấm ngáp dân chưa đã hay sao mà bây giờ công an còn mang con chó săn lên đây, con la lên là bắt đầu bây giờ công an đi trốn núp lùm mày nè bà con. Đây để con ghim cái máy xuống đây cho bà con coi, công an dẫn chó săn xuống đây để mà cắn con á. Bà con ơi, bà con ơi, bà con chia sẻ giùm con đi đó, có cần phải dẫn chó săn qua đây không? Đây nè cục bộ ơi, ba cán bộ chụp cổ dân nè, thấy chưa? Bây giờ nè đó, cán bộ quýnh dân nè, cán bộ nè Lê Văn Định nè đó, quýnh dân nè, được chưa đó, bức xúc cho dân chưa, phải không? Mới chụp cổ, có chụp cổ không? Mới chụp cổ không? Tôi thấy mới chụp cổ nè, chứng ra bây giờ kêu tù ngâm, tôi kêu tù ngâm, kêu tù ngâm đó. Đừng coi nào, nói chuyện tôi thấy rõ ràng, chụp cổ nha, chụp cổ dân nha. Tôi đứng trong tù đây, đất tôi nè, bãi mì tôi ngay đây nè, đó, được chưa? Bãi mì tôi nè, anh lấy tiền cắt gì anh tới đây hả? Anh muốn mấy sao anh giải quyết được nhà tù mở cửa cho dân vô hả? Nhà tù phải xem xét chứ, tại sao vậy hả? Đừng nói hả, tại sao như vậy hả? Tại sao ở đâu có đất nghe bên đây hả? Ngưng chưa? Bây giờ ngưng chưa? Bây giờ kêu tù ngưng chưa? Ngưng chưa? Vâng, em kêu tù ngưng. Chị Giang không xúc phạm không gì hết, em kêu tù ngưng. Chờ lãnh đạo ra giải quyết, chờ công an xã vô giải quyết. Cái tại sao như thế này hả Phương? Đó, đây nè, cán bộ quýnh nè, anh chỉnh ra, anh cánh ra. Nói đâu này, cán bộ này nó ghê lắm, thằng cán bộ này nó quýnh dân, nó hùng hổ. Bữa giờ do nó định quýnh tôi, nó định thả chó đồ ra bắt tôi á. Đây nè, anh cứ đi lên đây đi. Tôi nói. Đây nè, đây nè, đây. Cán bộ này rồi, mẹ coi như đất mình đứng đó, làm gì nhau. Bây giờ chờ công an ngoài xã vô, chờ công an vô, em kêu gào lắm rồi, để xã vô giải quyết nha, để xã vô nha. À, kêu xã. Vậy thì bây giờ thì ngân nếu muốn gì thì ngân, tại sao ngân ngân góp chơi chém của người ta và biểu người ta làm sao, chén cơm của anh đang ăn người ta đổ, anh nghĩ sao? Anh nói cho tôi nghe đi, cảm xúc của anh như thế nào đi, anh cho tôi biết đi hả, anh cho tôi cảm xúc đi. Ít ra tôi nói ông nghe, nếu gọi là phạm tội nặng người ta bị tử hình cũng cho người ta gọi là một ân huệ. Nói lời cuối cùng vậy, tôi hỏi anh, tại sao sự sống của người ta mà anh đi diệt con người ta như thế này? Chẳng tù ra ngăn nghiêng, hôm bữa giờ tôi có xin thưa, tôi có kêu xả, tôi có kêu gào từ bữa giờ, tôi có nói đó là lời nói thật, tôi nói sai, tôi quan tâm chuyện chấp luật nha. Anh là cán bộ mà hả? Mẹ coi như anh cứ xâm vô người ta, xong anh chờ người ta ra nói canh quýnh người ta hả?
cái người ta đụng tới anh thì anh nói anh là công an cán bộ, cái là anh chồng người ta hả, đó chính quyền địa phương gì thế này đây, đó hùng hổ bao nhiêu công an đây lắng nghe, lắng nghe nhân dân nói, nhưng chẳng có ai lắng nghe nhân dân nói hết á, được chưa? Cái đây đó rồi người ta tự nhiên không không vô làm đất của dân rồi, cứ để nguyên vậy đi, cứ để nguyên vậy đi rồi con. Hôm bữa giờ mình có đưa lên nhiều clip, nhưng hôm nay á là đem nhất là nhiều đơn ra xã, nhưng mà chưa nghe xã gọi là mời ra hay gì hết, mà chạy tù thì vẫn cứ nghiêng ngang mà làm đó. Một cái bãi mì của mình như thế này đây mà cán bộ lội vô bãi mì mình, dẫn bao nhiêu người không ngưng tay, chứng tỏ là họ không nghe những gì của người ta nói, hô là lắng nghe dân nói mà lắng nghe kiểu này đây, chạy tù không ngưng. Nói chung là hôm bữa giờ là gần một tháng trời rồi chạy tù không ngưng, vẫn ngày nào vẫn làm, trong khi mình kêu gọi và mình đã đem đơn ra xã thì ít ra chạy tù cũng phải gọi là chờ xã kêu ra để mà giải quyết coi sự việc nó ra như thế nào. Bao nhiêu người công an, bao nhiêu chiến sĩ, quá trời công an luôn, mà có một mình con là đàn bà thôi mà họ chưa vừa lòng nữa, họ còn dẫn cả chó săn ra nữa đây nè bà con ơi. Đó bà là mà lắng tai nghe dân nói, nhưng mà tối ngày ăn rồi đi hiếp dân, hiếp đáp dân thôi. Đó, từ hôm bữa giờ mình có đưa nhiều cái bô lép này lên lắm rồi, thì mình nghĩ ít ra là cũng phải chờ ra xả ra đồ chứ, nhưng ở đây người ta nghe tàn, người ta không nghe, ta nghĩ đông là người ta ăn hiếp yếu đây nè đó, người ta không ngưng không gì hết. Đây, bây giờ anh này ảnh nói ảnh là cán bộ của huyện, thế nhưng ảnh lên đây ảnh nói ảnh không có quyền để ảnh xử, thế thì không biết ảnh ngành gì mà ảnh vô ảnh làm như thế này đây. Đó, bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi, tại sao lại như thế này? Nếu mà nhà nước làm cái đó có được hay không? Được hay không? Nhà nước đó tự nhiên đi không đi lấy đất. Hỏi tại sao dân la làng, tại sao dân chửi? Hả? Mồ hôi nước mắt của dân giữa cái sự sống và cái sự chết mà biểu người ta đừng có chửi. Thế thì anh kia anh cầm cái điện thoại anh quay mình, thế nhưng mình quay lại thì anh cấm mình quay, thế thì hỏi lý do nào, anh là cái gì, anh là cái gì, anh là ông trời á hả? Kể cả thủ tướng người ta cũng nói rằng là lắng nghe dân nói, nghe lắng nghe dân nói, mà tại sao anh là cái chức vụ gì mà anh kêu mình là không được nghe nói, không được. Đó. Đó, nên bây giờ cho anh này anh hô anh là công an huyện, nhưng anh cũng không có cái gì gọi là bản tên. Kỳ trước anh vô anh nói anh xin lỗi là anh chưa có bản tên, nhưng hôm nay anh cũng vẫn không có bản tên và chị cũng một mình anh đi vô thôi, cũng không có thôn mà cũng không có xã, cũng không có một cái gì hết để chứng minh cho anh, mà giờ anh cứ là khăng khăng anh đuổi mình ra. Đó, bà con chia sẻ dùm đi, sự việc này nó quan ớt không thể chịu được á bà con ơi. Đó, nhờ như thế nào, bây giờ nhờ tỉnh nhúng tay vô, cục bộ nhúng tay vô dùm cho cái sự việc này, chứ bây giờ kiểu này dân không thể chịu được một bãi mì của người ta đang trồng. Dù muốn dù không thì bây giờ phải nói là đất của trại là từ đâu tới đâu, chứ bây giờ người ta tự nhiên người ta làm cái trại nó của người ta, vậy bây giờ cái nhà của mình đang ở trại nó của trại thì mình cũng chịu thua hay sao? Phải cho mình biết một lời giải thích nghe cho nó thỏa đáng chứ. Đó, bà con chia sẻ dùm đi. Đó, giữa cái sự sống và cái sự chết thì biểu người ta là không được nói. Người ta nói trước khi chết cũng phải cho người ta chăn gió một đời. Vậy tại sao sự việc nó lại xảy ra tới mức độ như thế này đây mà không thấy gọi là một người nào nhúng tay vô để làm can thiệp cho người dân hết vậy? Tôi chưa hình thấy ai đó mà cái sự việc này một tháng trời rồi. Đó, mà cứ đem đơn lên xã, xã kêu chờ để trả giải quyết. Chưa thấy xã với thôn nào vô trong đây hết á. Đó, bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi. Đó, không ngưng vẫn cứ như thế này đó, cứ cho đây nè đâu đó, không ngưng không gì hết á. Từ bữa tới giờ mình đã không vô, mình không gì hết, nhưng chạy tù vẫn ngang ngang, ngày nào vẫn làm hết, không ngưng không gì hết, được chưa? Bây giờ em nói thì bây giờ em cho rồi em rồi thì anh vừa trao đổi xong rồi, bây giờ xin được lãnh đạo biết em có một quyền là tập đây dương hay không, dương được chưa? Nên thầy xin là đây nè, đó cán bộ chụp cổ ai dân nè, chưa gì hết vẫn ngày nào ngang nghiêm vô đây xâm lăng chiếm đất của dân, một cái bãi mì của dân như thế này đây đó, vẫn ngang nhiên không ngừng tay. Thế thì bà con làm ơn chia sẻ giùm, và công an tỉnh và công an huyện nhóm tay can thiệp giùm vô cho dân, chứ không thể nào để sự việc như xảy ra như thế này được. Dân đã không có nhóm tay, đã không, đã chờ chính quyền địa phương, mà chính quyền địa phương
cũng không thấy chính quyền địa phương mà chạy tù thì vẫn cứ ngày nào ngang nhiên ra làm như thế này đây, vẫn không ngưng. Bà con ơi, bà con chia sẻ giùm đi, và mời cục bộ về đây để mà xem xét thử coi đất của chạy tù là cục bộ giao bao nhiêu, và bây giờ đo thử coi chạy tù có hơn cấp đôi như vậy chưa, vẫn chưa mãn nguyện, vẫn cứ đi xâm lăng, vẫn cứ đông người ra xâm lăng đó. Mà nếu bây giờ không nói thì cái quan ức này làm sao mà chịu được đây. Còn nếu nói ra thì người ta nói mình là hỗn với cán bộ, hỗn với cấp trên. Vậy cấp trên làm như thế này hỏi có được chưa? Hô là lắng nghe dân dân nói. Vậy có lắng nghe dân dân nói không? Hả? Nhân dân thì chờ của xã thôi, gọi là xã thôi. Cũng chưa thấy xã gì hết mà đơn thì đã đưa đi rất là nhiều rồi. Không thấy xã. Mà công an thì cứ như thế này đây. Xong rồi á là bây giờ đất của mình đang trồng, bây giờ công an là bây giờ á là thực tế là người ta là phải đó tự nhiên do bảy mì người ta, xong rồi nói đây là đất an ninh, mà chính mẹ anh cũng không có gì gọi là bằng chứng đất của anh là đất an ninh ở ngay đây hết, đúng không anh? Lấy cái gì anh làm chứng là đất an ninh đâu anh? Nói đi, tôi đi về không á. Vậy tôi cũng mời anh ra xã, anh mời tôi ra xã, tôi cũng mời anh ra xã. Anh ngưng ngay, anh ngưng ngay, anh ngưng ngay, anh ngưng ngay. Vậy bây giờ anh từ đâu anh tới đây anh vô miếng đất tôi anh nói kiểu đó? Anh ngưng ngay, anh ngưng ngay. Vậy anh lấy quyền gì anh vô đây anh phá bãi mì tôi? Không có mì nào. Đây, anh thấy không? Anh qua bên kia anh coi đầu cổ mì của tôi ở đâu? Thuộc ở đâu? Thuộc ở đâu? Giấy tờ từ đâu? Giấy tờ từ đâu? Giấy tờ từ đâu? Anh bây giờ giấy tờ từ đâu? Tôi chẳng giấy tờ đâu. Vô chạy anh hết ý là anh nói là cái đất của anh là từ đâu? 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 Tại sao tôi chạy? Tại sao tôi phải chạy? Tại sao tôi đang làm nè? Mày tôi chẳng bao nhiêu anh đi? Hả? Tại sao vậy hả Ngân hả? Tại sao như vậy? Đất của tôi đây, tôi làm trước coi như chạy mà mới vô chạy. Ăn cướp trắng trợn chứ bà con? Bà con thấy đây là ăn cướp trắng trợn chứ bà con? Tự nhiên mà bãi mì của tôi đang làm như thế này đây. Tự nhiên bây giờ anh em ra anh nói đất của ảnh thì tôi hỏi anh giấy tờ của anh đâu? 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 Vậy thì tôi với anh cùng đi ra xã. Nếu anh nói không, tôi với anh cùng đi ra xã dẹp hết ngân ngay chỗ này. Tôi cho anh đại diện luôn á, chứ anh không có được một cái phép gì hết giáo ở ngay này hết á. Dân ở trên đây người ta thừa nhận tôi làm bao nhiêu năm ở nơi đây. Nhưng anh, ai thừa nhận anh là người ở nơi đây? Thì bây giờ nó anh nói vậy tôi cho là của anh luôn. Anh đi ra, anh tôi đại diện cho anh là cán của ông Thình á. Nè, do vậy thì tôi mời anh với tôi ra xã kẹp ngay ngân ngay được chưa? Được chưa nào? Anh nghe đi được không? Được chưa? Có người khác đại diện. Người nào đâu? Vậy tại sao bây giờ không đại diện ra đây, cán bộ này đây? Ai là người lãnh đạo ở trong này để xử lý với tôi ngay tại lúc này? À, đó. Tôi hỏi anh đó. Bây giờ... nếu các anh các chị muốn vấn đề gì thì mời các anh chị tôi phải dạy gì tôi phải vào trong trại để giải quyết tự nhiên tại sao vậy? Đất của tôi anh ngay đây thì anh tới ngay đây anh phải giải quyết. Vậy người ta kêu anh đi giết người, vậy thì bây giờ anh đi cướp đất là vậy, kêu anh đi cướp đất là anh đi cướp đất phải không? Đất như thế này là sao? Chứ bây giờ chứ còn bây giờ anh đã vô đây anh biết là phải mời của người ta đang trồng lãnh đạo ngay chỗ này để giải quyết, để nói chuyện rõ với tôi đi. Tôi hỏi anh thế, cứ cả các anh các chị vào trong trại tại sao tôi phải vô trong trại? Anh đang ở ngay chỗ này, anh phải khi ra đây làm là phải có một cái cấp trên ở ngay đây chứ sao? Vậy? Thế là, vậy người ta kêu anh đi giết, vậy người ta kêu anh đi cướp là cũng đi cướp phải không? Người anh ở đây công an chạy đây. Anh gì cái đồng lương mấy tháng mấy triệu qua của anh thế là người ta kêu anh đi cướp là đi cướp phải không? Anh kêu một người lãnh đạo ra đây. Ví dụ như 4 năm anh đây phải có một người chỉ huy trong này ra chứ. Sao anh lại nó không có? Theo mấy anh đây là chỉ huy coi như là cán bộ chiến sĩ đang cho bản thân lao động sản xuất nhá. Ờ đây không sản xuất trên đất của người ta hả? Các anh các chị muốn có vấn đề gì nữa thì mời các anh chị vào trong sản xuất cái sản xuất chân tay chân đất của người ta hả? Vậy là anh gì đồng lương của anh mà người ta kêu anh đi ăn cướp là đang cướp phải không? Vậy người anh gì đồng lương của anh mà người ta kêu anh đi ăn cướp là đang cướp phải không? Kêu giết dân là anh cũng giết dân luôn đúng không? Của người ta là anh đúng không? Chị nói chứ, nhưng mà đừng vi phạm pháp luật được. Đừng vi phạm pháp luật, vậy anh làm như thế này là anh đã vi phạm pháp luật rồi. Thế này đất của người ta mà anh ngang nhiên có thể là anh phải vi phạm pháp luật. Anh vi phạm pháp luật, anh đang vi phạm pháp luật đấy. Anh đang vi phạm pháp luật đó chứ anh nói gì tôi vi phạm pháp luật. Thế thì anh vô. Thế bây giờ tôi hỏi anh chứ anh quýnh tôi cái tôi quýnh anh lạnh cái anh nói anh bằng bộ đồ xanh. Anh đẩy anh có bộ đồ xanh này cái anh bắt tôi ở tù hả? Hay là sao? Tôi là dân tôi không bị được kiện anh rồi đó. Đúng không? Bộ anh quýnh tôi cái tôi phải quýnh là anh một cái anh có bộ đồ xanh này cái anh nói tôi phải ở tù. Tại vì tôi dám đụng tới cán bộ đúng không? Ỷ đông người ăn hiếp dân hả? Quen cái thói này rồi. Hả? Hả? Bao nhiêu người công an như thế này đây? Hả? Cứ ỷ đông là ra đây hà hiếp dân kiểu này đây được hay không? Ít ra bây giờ trong đây bây giờ diện đây nói chuyện với dân ở đây phải là 20 cán bộ. Mấy anh chị biết đầy thế nhà như thế này á, tôi kêu mấy anh đi ôm cục đá, kêu mấy anh cũng phải đi ôm cục đá đó luôn chứ đừng bây giờ có 20 cán bộ ở đây
Thế nhưng không có người nào gọi là bộ đây đứng đây làm gì? Tôi gọi là không có một người nào gọi là sếp hết, không có hỏi người nào để đứng ra nói thì không có một người nào hết. Vậy thì hô cán bộ sếp trên ở đâu vậy? Các sếp trên anh hiện tại giờ đang ở trong nhà nghỉ hả, ở đâu? Anh cho tôi hỏi sếp trên của anh bây giờ đang vẫn ở trong nhà nghỉ, không thể ra tiếp chân được đúng không? Tại vì đây là bãi đất của tôi, chứ không phải là cái bãi đất ở đâu. Vậy bãi đất của tôi được quyền tôi đứng, vậy tôi hỏi anh ai là người triệu tập anh tới đây để mà anh cướp bất của nhà tôi? Thế anh nói anh không có, anh chỉ nghe lãnh đạo anh thôi, vậy tôi không biết lãnh đạo anh hiện tại bây giờ đang mắc bận gì nữa. Vậy có phải là lãnh đạo anh hiện tại bây giờ đang nằm ở trong cái nhà nghỉ không? Hả? Ngang nhiên anh cướp vậy, người ta kêu anh đi giết dân anh cũng đi giết dân hả? Vậy anh bận bộ đồ xanh, anh gọi là gì, nước quên thân, gì dân phục vụ, anh gì Bắc Hồ mà anh làm kiểu đó đấy hả? Anh hơi đất an ninh, vậy anh vô đây mất an ninh đó chứ, anh đừng vô đây là không có an ninh đâu, không có ai ôm sùm hết, anh thấy không, tôi làm cỏ rồi sạch sẽ, không có chuyện gì hết đó. Anh vô đây gọi là mất an ninh của tôi á, thấy chưa? Hả? 20 cán bộ mà dốt cuộc không có một người nào gọi là đứng ra để mà nói là sự việc là như thế nào hết hay không? Đó bà con chia sẻ giùm đi bà con ơi, và qua sự việc này.